Chào các bạn, xin gửi tới các bạn video demo và hướng dẫn lắp đặt thang nước phong thủy 3 tầng Bát Tràng với đèn led đom đóm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái bể và kính ra đỡ, đây là hai phần cơ bản rồi. Cái bể này dài 27, rộng 21, cao 14, dày 4 ly, kính ra đỡ văng một góc, để ở đây. Thác phong thủy 3 tầng này thì mình đặt tại Bát Tràng nha các bạn, đặt riêng làm tại Bát Tràng. Ta có thể dùng màu đen hoặc màu xanh, tùy vào cái sở thích của mỗi người. Một số đồ trang trí, đây mình dùng hai con rùa và cây nhựa. Để bơm chìm thì chúng ta có thể dùng loại 4W, đây mình dùng bơm Zeneca 4W. Bơm Zeneca 28 4W. Như thế là vừa, các bạn không nên dùng cái loại bơm công suất mạnh quá. Dùng công suất vừa tầm thôi. Kết hợp để chiếu sáng cho bể thì mình sẽ dùng cái đèn led đom đóm với hai cái cục pin tiểu này. Cái này có lẽ cũng phải được khá nhiều thời gian đấy các bạn. Bước đầu tiên của cái thực hiện là mình sẽ cố định cái đèn led đom đóm này vào cái kính giá đỡ. Mình sẽ cố định vào kính giá đỡ này, dùng băng dính cố định thôi, rất đơn giản. Tiếp theo là các bạn nên cố định ngay cái kính giá đỡ vào bể. Cố định thì khi đặt cái đồ lên thì không bị rơi. Đấy, sao đặt ba quả tháp phong thủy này lên trên thì nó sẽ cân bằng và kính giá đỡ không bị rơi. Đây mình sẽ bóc cái bơm chìm này ra. Bơm chìm là cái loại là có thể hoạt động ngầm dưới nước được nha các bạn. Ở đây cái bơm này loại Zeneca 28 4W và nó có các chuẩn chống thấm nước IP8. Nên các bạn yên tâm sử dụng. Tuy nhiên các bạn lưu ý một điều là khi dùng bơm chìm nhá, nếu mà để ta không được bao giờ được khi mà bơm hoạt động, các bạn không nên đặt tay vào trong nước nhé. Vì cũng sẽ có nguy cơ nó rò điện đấy, cũng không, mình không dám chắc được, nên các bạn phải lưu ý. Mình quên mất một bước, chúng ta phải đặt cố định cái bơm chìm vào trong bể trước khi đặt cái kính giá đỡ lên trên. Đây mình sẽ đặt lại cho cái bơm chìm vào trong bể trước, sau đó đặt kính giá đỡ lên trên và dùng băng dính cố định lại. Rồi ok, cái bơm chìm kia thì nó có một cái miếng mút cao su, nó sẽ cố định vào đáy bể được. Bây giờ mình sẽ kết nối dây dẫn nước vào cái máy bơm chìm kia. Đáy cái bơm chìm nó có mấy mút cao su, nên các bạn sẽ đặt thì nó sẽ dính chắc vào đáy bể. Ở đây khả năng cái dây dẫn nước chúng ta thấy nó hơi cao, mình sẽ dùng kéo để cắt bớt đi, cắt ngang mặt bể là được, cắt ngang mặt bể nhé. Để tiếp theo mình sẽ cố định cái tháp phong thủy vào cái dây dẫn đó. Mình sẽ kết nối cái thác cao nhất trong bộ 3 vào cái dây dẫn. Kết nối rất đơn giản thôi, cắm vào đường ngay, đặt cả 3 cái thác lên. Thêm một số cây nhựa để trang trí cho thêm sinh động. Và rùa. Thêm một vài viên bi ve. Ở đây thì để nuôi cá nhá, thì các bạn nên thêm sứ lọc vào. Cái sứ lọc này thì
nó rỗng ấy, nên nó sẽ có tác dụng là xử lý nước. Trước khi cho sứ lọc vào trong này các bạn nên rửa qua sứ lọc tí nhé, vì nó có các cái bụi cám nhỏ nhỏ ấy. Sứ lọc này nó có rỗng này nên là nó sẽ nơi ở cho vi sinh vật các bạn ạ, và vi sinh vật nó sẽ có tác dụng xử lý nước, nên là dùng sứ lọc này các bạn nên dùng kèm theo men vi sinh thì nước nó sẽ sạch và không bị tanh. Nếu bạn nuôi cá đấy, nên là cắm điện một cái là máy hoạt động ngay, bật đèn sáng. Các bạn thấy nước trong bể đã bị rút đi đúng không ạ? Mình sẽ phải bổ sung thêm nước vào bể. Nước trong bể đang bị rút đi thì nó đẩy lên trên các cái thác phong thủy trên. Đấy, các bạn có thể đổ men vi sinh vào trực tiếp vào trong các cái cục sứ lọc, cái cục thác kia. Mình sẽ bổ sung thêm nước vào bể. Như mẫu thác này thì ta chỉ cần dùng một nguồn điện cho cái tức dùng một ổ cắm thôi, đúng không ạ? Dùng một ổ cắm. Còn cấp nguồn đèn là ta đã có cái đèn đom đóm kia rồi. Sản phẩm này thì các bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại shop, hoặc là các bạn có thể mua qua Shopee, Lazada hoặc Sen Đỏ. Link thì các bạn xem ở cuối video nhé. Link các cái sàn thương mại điện tử bên mình ấy. Đặt hàng có đó thì rất thuận tiện. Các cái sản phẩm mà gửi mà bị vỡ, hỏng hóc thì bên mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm mà bồi thường cho các bạn. Các bạn yên tâm. Nghe tiếng róc rách cũng rất là vui tai. Về đêm thì các bạn thấy là cái đèn cũng khá là sáng ấy. Tuy dùng chạy bằng 2 pin tiểu nhưng mà cũng khá sáng đấy các bạn ạ, sáng ổn. Đây là mẫu tháp màu đen để các bạn xem. Các bạn có thể chọn màu đen hoặc là màu xanh tùy theo sở thích. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn.